Chào mọi người, tòa đang tuyên án của Nhâm Hoàng Khang. Thì Đinh Lan nghe được cái phần tuyên thôi, nhưng mà vì có thông báo là cho tất cả các phóng viên tham dự phiên tòa xét xử Nhâm Hoàng Khang thì không được ghi âm, ghi hình trong phần tòa tuyên, chỉ được ban đầu xét xử thôi. Bây giờ thì không cho ghi âm, ghi hình, cho nên là chút xíu nữa mọi người cứ đọc lên Tuổi Trẻ, Thanh Niên, pháp luật online. Thì bây giờ đang các phóng viên đang tác nghiệp đó, hàng chục báo ở đây, Công an Nhân dân, rồi Tuổi Trẻ, Người Lao Động, báo Dinh đó đều đưa tin. Thì mức đề nghị là 8 đến 9 năm tù cho Nhâm Hoàng Khang. Còn cái vụ của Đinh Lan thì hôm nay không biết như thế nào, điện thoại hoài cho thư ký cũng không biết là có được dời lại cái phiên tòa phúc thẩm hôm nay thôi. Đinh Lan nộp đơn hôm qua rồi ha, có biên nhận rồi, nhưng mà không biết có được dời hay không thì không biết. Tại vì thường vậy á, phiên tòa sơ thẩm mà Đinh Lan đề nghị là hủy cái bản án sơ thẩm của tòa án Gò Vấp mà lên thành phố Hồ Chí Minh, mà thấy cái mức độ sai của cái bản án, là tại vì bản án sơ thẩm cái vụ mà Đinh Thị Lan bị cưỡng đoạt tài sản số tiền trị giá 200 triệu á, mà lên trên tòa sơ thẩm thì Đinh Lan đòi hủy cái phiên tòa sơ thẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, của quận Gò Vấp mà lên thành phố Hồ Chí Minh á, mà có luật sư vô á thì sẽ tranh luận quyết liệt với thẩm phán. Do đó là lý do tại sao mà áp lực nào đó của phía bề trên nào đó đã giáng xuống cho luật sư bảo vệ quyền lợi và lợi ích của Đinh Lan. Trước tòa hôm nay anh ấy đã vắng mặt, cho nên là bây giờ buổi chiều nay thì Đinh Lan sẽ nộp khiếu nại cái việc tác phong làm việc của luật sư, văn phòng luật sư đó, cho bên đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh để đề nghị kỷ luật cái luật sư đã coi như là vô trách nhiệm trong vấn đề là đã không đồng ý cho không đồng ý tham gia phiên tòa. Thì ngay từ ban đầu không đồng ý, đằng này đã làm cho Đinh Lan mất cái quyền được dời phiên tòa một lần, là tại vì luật sư đã xin hoãn phiên tòa một lần. Lần thứ hai thì vì mình là nguyên đơn cho nên bắt buộc là lần thứ hai này là không xin hoãn được nữa, mất cái quyền xin hoãn. Với lý do xin hoãn là vì sức ép nào ở cấp trên đưa xuống, mà sức ép nào, nếu như tôi là nguyên đơn trong một cái vụ án oan sai ở quận Gò Vấp, phiên tòa sơ thẩm hoàn toàn sai lệch toàn bộ, thì bây giờ lên tòa phúc thẩm thì phải hủy cái bản án sơ thẩm, thì trên tòa thành phố lại bảo rằng thư ký tòa thì bảo rằng tôi tự hay bảo vệ cho mình đi. Ủa sao có chuyện đó, tôi mời luật sư là để luật sư phải có những cái quyền hạn và những cái kiến thức pháp luật của họ, họ sẽ tranh luận ở tòa án để yêu cầu để trả hồ sơ để điều tra bổ sung về cái vụ này, là một cái vụ án mà oan sai cho tôi, gây thiệt hại cho tôi ha. Cho nên là chiều thì Đinh Lan sẽ nộp cái đơn khiếu nại đó lên đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh để kỷ luật cái người luật sư vô lương tâm này nha. Và tôi là Đinh Thị Lan, nhà ở 140/22 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cho nên là hồi nãy Đinh Lan vô trong phiên tòa đó, Đinh Lan đã coi như là nghe cái phần đề nghị mức án là từ 8 đến 9 năm tù cho Nhâm Hoàng Khang. Thì Đinh Lan ra ngoài cổng, Đinh Lan làm clip, chứ ở trong sân tòa, trong khuôn viên trong sân tòa là mình vi phạm, cho nên Đinh Lan không dám nói. Chút xíu nữa thì bây giờ tất cả các báo sẽ đồng loạt đưa tin ha. Chỉ còn 10-15 phút nữa thì các báo đồng loạt đưa tin, mọi người cứ đón xem trên báo ha. Nói và xét xử Nhâm Hoàng Khang thì sẽ ra được cái thông tin. Rồi, chào mọi người. Nếu mà trang YouTube Lan Đinh này mất thì mọi người truy cập vào Zalo 0931208805 để lấy đường link của kênh Lan Đinh mới. Chào mọi người nha. Bữa nay Đinh Lan vô được trong tòa là vì cái vụ án của Đinh Lan. Đinh Lan có cái tờ giấy là hôm nay phiên tòa xét xử cho cái vụ Đinh Lan là nguyên đơn, cho nên mới được vô tòa. Chứ ở trong tòa thì không cho, trong cái vụ xét xử Nhâm Hoàng Khang thì hạn chế người vô. Cho nên là tuy rằng là công khai nhưng mà chỉ có phóng viên với những cái người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới, chứ không có người ngoài. Chào mọi người nha.